mừng cô nhá. Cô đã trở lại. Hôm nay chỉ ăn một lần thôi. Ăn một lần thôi. Nên là sẽ tính cái nước thì này như nào? Nước thì mới rác. Mới rác, ở trong cái thùng rác có nước. Những và... cái chai nào mà người ta uống còn thừa thì mình dồn vào nó sạch sạch thì mình uống. Và... bẩn thì mình thường. Thì cái là có một là thần dương cây dương xỉ. À, nếu ăn cây dương xỉ thì là cây dương xỉ. Là tiên.